xuân đang bắt đầu với hương vị tinh khôi của mình. Mùa xuân đang sưởi ấm không gian riêng và chung khi lòng người nô nức đón xuân. Có một mùa xuân đang bắt đầu để tiếp nối bao mùa xuân mới vĩnh hằng trên vùng đất Bạch Đằng Giang, nơi thấm đẫm những huyền tích lịch sử. Cách trung tâm thành phố khoảng 20 km về phía đông bắc, quần thể di tích lịch sử và danh thắng Bạch Đằng Giang Tràng Kinh là cái tên tuy vốn quen thuộc với nhiều người, nhưng lại mang trong mình nhiều ẩn chứa sâu sắc, cả về chiều dài không gian và lịch sử, mà có thể nhiều người chưa khám phá hết. Ngày đầu xuân mới, chúng ta hãy cùng ghé thăm địa danh đặc biệt này, nơi dòng sông Bạch Đằng vẫn còn đó, những dấu tích lịch sử vẫn còn đó, như minh chứng về một thời đấu tranh oanh liệt của dân tộc Việt Nam. Bạch Đằng Giang, Tràng Kinh nằm trên vùng đất Thủy Nguyên, Hải Phòng, xưa là một vùng đất cổ. Với tổng quan mênh mông sông núi mà hiểm trở rộng hàng trăm cây số vuông, đã được sử sách ghi nhận về những giá trị di chỉ khảo cổ học có niên đại cách nay gần 4.000 năm. Ngày nay, Bạch Đằng Giang, Tràng Kinh, nơi hội tụ hào khí linh thiêng của dân tộc, là nơi ghi nhớ công lao to lớn của các bậc tiên liệt với non sông đất nước. Nhà thơ Phạm Sư Mạnh khi đến đây đã viết rằng: Giang san vượng khí Bạch Đằng thâu, có nghĩa là khí thiêng sông núi tụ ở Bạch Đằng. Còn danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi khi chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây đã phải thốt lên: nơi mà các sông giao lưu, sóng nước liền trời, cây cối che bờ, thật là nơi hiểm yếu ở biên cảnh. Từ trên cao, ta không chỉ nhận ra một vùng sông núi trùng điệp, sơn thủy hữu tình, mà nơi bao con sông đổ về Bạch Đằng ấy dường như vẫn uy nghi, sừng sững như một thuở địa linh nhân kiệt, như vẫn đây quá khứ hào hùng của cha ông ngày trước. Ngày nay, quần thể này không chỉ là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo khách thập phương, mà còn là nơi tham quan vãn cảnh, khám phá trải nghiệm cảm giác vừa bình yên, thanh tĩnh, vừa cuốn hút, linh thiêng. Các thế hệ con cháu tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc thường xuyên dâng hương, công đức tại đây, góp phần xây dựng khu danh thắng đẹp hơn mỗi ngày. Ngoài sử dụng phương tiện bộ, du khách có thể đi thuyền cập cửa bến sông Bạch Đằng, ghé thăm khu di tích để thưởng ngoạn được hết vẻ trù phú, nên thơ. Mùa xuân năm nay, quần thể di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Bạch Đằng Giang Tràng Kinh thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước tới tham quan, chiêm bái. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi đến tham quan, Ban Quản lý khu di tích đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và huy động tối đa lực lượng nhân viên để đảm bảo phục vụ du khách. Ban quản lý chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo cách đây trước đây 2 tháng để phục vụ làm công tác chuẩn bị. Tất cả mọi việc chúng tôi đều diễn ra là trong cái quá trình chuẩn bị là tất cả phương án nhỏ nhất chúng tôi đã tính đến. Trong đó thì là với năm nay chúng tôi xác định là cái lượng khách sẽ đổ về cái khu di tích này rất là đông. Như năm nay là chúng tôi con số thống kê rất nhanh, trong 5 ngày đầu năm 2018 thì là đã cái số lượng khách đã tăng gấp đôi, đặc biệt có những ngày là lên đến gần 4 vạn người. Mặc dù rất đông người thế nhưng mà không xảy ra các cái tệ nạn và không xảy ra các cái vấn đề liên quan đến chen lấn xô đẩy ở trong cái dịp vui xuân du Tết. Lịch sự, ngăn nắp và sạch sẽ là cảm nhận của rất nhiều du khách khi tới đây.
Em thấy cảnh khá là đẹp và không gian rất là rộng, thoáng đãng, mọi người không phải chen chúc nhau. Lần đầu tiên bác đến đây mà bác cảm thấy rất là vui vẻ và có một cái không gian nó rộng rãi này, đẹp mà lại quy mô đến đâu cũng lịch sự, mọi người đều lịch sự sạch sẽ. Những hàng cây rợp bóng xanh tươi, những bãi cọc chiến trận năm nào, những huyền tích lịch sử cùng lối kiến trúc cổ kính đậm bản sắc văn hóa dân tộc đã tạo nên một quần thể các công trình vừa tôn nghiêm vừa khoáng đạt giữa mây núi sông trời. Vẻ đẹp đó của khu di tích Bạch Đằng Giang Tràng Kênh luôn đem lại cho du khách những ấn tượng khó phai trong những ngày đầu xuân năm mới. Tôi cũng đi tất cả nhiều nơi trong toàn quốc thì tôi thấy di tích lịch sử Bạch Đằng này là một cái danh lăng lam thắng cảnh, có thể nói là tuyệt vời, sơn thủy hữu tình, và người Hải Phòng đã tu bổ lên trở thành một cái di tích đặc biệt. Mà tôi cảm thấy là tôi đã đi ở đây lần này là lần thứ 5 rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn đến ở Bạch Đằng Giang này. Trong những chuyến hành hương về nguồn cội, có những trải nghiệm để nhắc nhớ các thế hệ con cháu hiểu hơn về lịch sử ông cha, để rồi từ đó trân trọng và giữ gìn những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của dân tộc. Thông qua những bài học lịch sử sinh động, gần gũi như thế này đã giúp thế hệ trẻ tiếp tục trân quý những giá trị truyền thống quý báu, để rồi khơi dậy sự tự hào, tình yêu quê hương đất nước. Nếu mà đọc qua sách vở thì cũng chỉ mường tượng được phần nào thôi. Mà khi qua đây và đó nhìn thấy tên của các vị vua và tướng lĩnh như thế này, bên cạnh đó cái bãi trông xa xa kia, thì đúng là ở đây tái hiện lại cái gì đó, cái ký ức xưa, cái trang sử mà trong để lại. Cảm thấy mình rất là tự hào. Trong những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã đến dâng hương tại khu di tích Bạch Đằng Giang, tưởng nhớ các vị anh hùng hào kiệt đánh dấu ba triều đại rực rỡ trong lịch sử Việt Nam. Tại quảng trường khu di tích Bạch Đằng, nhà sử học đã thắp hương tôn vinh các bậc tiền nhân, tưởng nhớ những chiến công vĩ đại của ông cha trong công cuộc dựng nước và giữ nước, góp phần phát huy những giá trị truyền thống lịch sử của dân tộc, giáo dục cho các thế hệ. Là một nhà nghiên cứu lịch sử, ông đã có những phân tích và đánh giá rất sâu sắc về khu di tích Bạch Đằng Giang, Tràng Kênh. Kính thưa nhà sử học Dương Trung Quốc, xin cảm ơn ông đã dành thời gian phỏng vấn của Đài Phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trước hết, ông có thể chia sẻ một đôi nét về cảm nhận của ông khi mà đến du xuân vãn cảnh trong dịp đầu năm tại khu di tích Tràng Kênh được không ạ? Có lẽ cảm xúc của tôi rất gần với cảm xúc của đông đảo người dân đang có mặt tại đây, được hành hương đến mảnh đất mà chứa chất rất nhiều những cái giá trị lịch sử. Có lẽ đây là cái niềm mơ ước của mọi người. Chúng ta đã có được cái đất tổ của vua Hùng trở thành một cái nơi hành hương cho người dân ta hướng tới nguồn gốc tổ tiên. Chúng ta có những khu di tích hiện đại của chiến khu Việt Bắc, của Điện Biên Phủ. Nhưng có lẽ suốt dọc dài của lịch sử hàng nghìn năm giữ nước, chúng ta có biết bao nhiêu chiến công mà thời gian cùng với những khó khăn, chúng ta không lưu lại được bao nhiêu những cái giá trị vật thể. Cho dù cái giá trị phi vật thể nó luôn trao truyền trong chúng ta qua những cái áng văn thơ, qua những cái tập quán lễ hội, rồi đặc biệt là cái hệ thống các đền chùa và những nơi thờ các vị nhân thần. Nhưng với một cái di tích phải nói hết sức hoành tráng như này, đóng góp của từ những ý tưởng cho đến những công việc hết sức hiện thực của nhân dân Hải Phòng, có lẽ giờ đây cả nước, nhân dân cả nước và kể cả bè bạn có thể đến chiêm ngưỡng được những cái chiến công hiển hách của ông cha chúng ta gắn liền với sự nghiệp giữ nước của dân tộc. Từ Đức Ngô Vương Quyền, mà trong lịch sử chúng ta gọi đó là vị tổ trung ương thứ nhất gây dựng cái nền tự chủ quốc gia sau hàng nghìn năm bị Bắc thuộc, cho đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị tổ trung ương của thời hiện đại chúng ta. Cả giang sơn gốc vóc của chúng ta có được gìn giữ được đến ngày hôm nay chính nhờ lớp lớp những cái người tiền nhân đã đổ xương máu bằng trí tuệ và sức lực, không những là xây dựng mà bảo vệ tổ quốc chúng ta.
Vì thế hiển hiện bức tượng đồng của ba vị thánh nhân, Đức Ngô Vương Quyền, Đức Lê Đại Hành và Đức Trần Hưng Đạo cùng với đền thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng ta thấy rằng lịch sử không phải là vô nhân xưng, lịch sử là con người rất cụ thể để chúng ta noi gương, chúng ta học tập và chúng ta tiếp bước. Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc chúng ta thờ cúng tổ tiên và thờ cúng những người có công với đất nước, đó là một trong những cái giá trị rất lâu bền trong cái tâm thức của người Việt và mang lại chúng ta một cái sức mạnh trao truyền từ thế này qua thế khác. Dòng sông Bạch Đằng Giang giờ đây không còn nhuốm máu quân thù nữa, thì sẽ là một cái ngọn nguồn của cái sự phát triển của đất nước nói chung, của Hải Phòng nói riêng. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ chứng kiến tất cả những cái quá khứ để chúng ta làm cho cái dòng chảy ấy càng ngày càng mạnh mẽ trong cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay, mang lại cái hạnh phúc cho người dân. Vì đấy cũng là cái mục tiêu cuối cùng của mọi cuộc chiến tranh giữ nước. Thưa nhà sử học sư Trung Quốc, thì nói riêng về khu di tích Bạch Đằng Giang thì có lẽ là không có nhiều cái khu di tích trên cả nước mà lại có một cái sự hội tụ một cách độc đáo, là ở đây thờ phụng cả ba vị anh hùng dân tộc trong cùng một cái địa điểm, có thể nói là một cái khu di tích lịch sử có cái vị trí, cái tầm vóc đặc biệt quan trọng trong lịch sử giữ ở cõi của dân tộc ta. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những giá trị văn hóa lịch sử khảo cổ cũng như là các giá trị văn hóa vật thể cũng như là phi vật thể của quần thể khu di tích Tràng Giang ạ? Nói đến Tràng Kinh, trước hết là một cái di chỉ khảo cổ học rất là nổi tiếng. Nó chứng tích là con người Việt Nam đã từng tồn tại ở đây từ rất xa xưa để gây dựng những cái bước đầu tiên cho quốc gia dân tộc của mình. Nhưng mà quốc gia dân tộc ấy chỉ có thể tồn tại được, trường tồn với tất cả cái sự đóng góp của cái sự nghiệp bảo vệ đất nước. Sự góp mặt của ba vị anh hùng lớn của đất nước, của ba cái triều đại, từ nhà Ngô, nhà Tiền Lê và nhà Trần, với những chiến công rất hiển hách ấy, có thể nói nó thể hiện rõ cái vị thế chiến lược của cái mảnh đất này, của con sông này. Nó cũng cho chúng ta thấy là địa linh sinh nhân kiệt. Cái nhân kiệt ở đây chính là lớp lớp thế hệ những người Việt Nam với ý thức là nối tiếp các truyền thống của người xưa để tiếp tục phát huy trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mọi cái thử thách của dân tộc. Vì thế tôi nghĩ rằng là đây chính là một cái trường học rất lớn. Đến đây không những với cái tâm thức của mặt là truyền thống của ông cha chúng ta, không chỉ là tâm linh mà là những bài học rất hiện thực, rất đời thường, làm chúng ta tự hào và chúng ta thấy cái trách nhiệm nặng nề của thế hệ con cháu tiếp bước những thế hệ đi trước. Vì thế tôi nghĩ rằng cái giá trị giáo dục ở đây nó sẽ rất lớn. Vấn đề còn lại là chúng ta bảo tồn và phát huy nó như nào. Đó là công việc của ngành văn hóa Hải Phòng nói riêng và quốc gia nói chung. Riêng cá nhân tôi với tư cách là một cái người hoạt động trong lĩnh vực này, tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn xứng đáng giờ đây, thời điểm này, khi chúng ta bên cạnh một cái giá trị phi vật thể có thể nói là không đâu có thể so sánh được. Giờ đây chúng ta có được cả những cái giá trị vật thể là đóng góp công sức của người dân, của Hải Phòng, của cả nước. Chúng ta có được một cái di tích đẹp đẽ như thế này, hoành tráng như thế này, tôi nghĩ hoàn toàn xứng đáng sẽ trở thành một di sản lớn của dân tộc và là một cái di tích lịch sử đặc biệt. Thưa nhà sử học Dương Trung Quốc, ông có thể phân tích ý rõ hơn nữa về cái ý nghĩa của các chiến thắng sông Bạch Đằng mà khu di tích Bạch Đằng Giang của chúng ta đang đứng trên cái nơi mà ngày xưa đã từng có một cái chiến thắng hiển hách của dân tộc. Vậy thì ông phân tích như thế nào về ý nghĩa của cái điều này? Có lẽ ba cái trận chiến diễn ra ở những thế kỷ khác nhau, từ khi Ngô Vương Quyền là đánh thắng giặc Nam Hán để mà khẳng định cái nền tự chủ, hay là nói đúng cách khác là kết thúc cái thời kỳ Bắc thuộc. Nó là cái người gây dựng cái nền tự chủ dân tộc của chúng ta. Đến thời kỳ Đức Lê Đại Hành, một cái nhà nước non trẻ, nối tiếp cái thời Đinh, nhưng mà đã dám đương đầu và bảo vệ cái nền tự chủ của tiền nhân đã để lại chúng ta. Và đặc biệt là với Trần Hưng Đạo, ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông, và đặc biệt là với chiến công diễn ra mà chúng ta sắp kỷ niệm sắp tới vào năm 1288, có thể nói đấy là một trong những chiến công lớn nhất, đánh bại cái ý chí xâm lược của kẻ thù từ phương Bắc tới. Chúng ta thấy sau cái sự nghiệp của nhà Trần, chúng ta biết bước tiếp cái thời kỳ của nhà Lê, rồi đến nhà Nguyễn đầy thử thách ấy. Rồi chúng ta thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta giành đoạt lại toàn bộ cái Giang Sơn gấm góc của ông cha chúng ta. Và rõ ràng nó nhắc nhở chúng ta cái sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ vẫn là một cái trách nhiệm rất lâu dài của mọi người dân Việt Nam, của mọi thế hệ người Việt Nam. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là với cái giá trị như vậy, những chiến công được diễn ra trên con sông này và ngay cả lòng ngưỡng mộ của người dân như là một cái giá trị truyền thống, như một cái sức mạnh của dân tộc, nó hoàn toàn xứng đáng nó trở thành một cái di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Xin trân trọng cảm ơn nhà sử học Dương Trung Quốc đã dành thời gian cho chương trình. Xin cảm ơn ạ. Tại đây, nhà sử học Dương Trung Quốc trồng cây lưu niệm, tham quan nhà trưng bày hiện vật và ghi sổ lưu niệm tại đền thờ Đức Vương Ngô Quyền. Xúc động trước tâm huyết của những người đã dày công tôn tạo,
phục dựng khu di tích. Nhà sử học Dương Trung Quốc đã viết: tái hiện với lòng sùng kính những chiến công của người xưa, của tổ tiên, của các bậc nhân thần đã hiển thánh, gắn với không gian và chiến thắng lịch sử trên Bạch Đằng Giang, là những gì mà khu di tích này góp phần trao truyền cho những thế hệ nối tiếp, giá trị và cũng là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Hải Phòng đã tạo dựng không gian di tích này. Con sông Bạch Đằng cứ chảy qua là tạo nên đồng bằng Chùa Phú. Trong không gian vẫn đây quá khứ hào hùng của cha ông ngày trước. Ta vẫn nghe đâu đó những thanh âm vọng về từ lịch sử hào hùng mà thư thái, an nhiên. Đúng như lời Phật dạy, sự diệu kỳ của trí tuệ kết hợp với sự mầu nhiệm của thánh linh sẽ làm nên tất cả. Xuân đang về trên vùng đất Bạch Đằng Giang, Tràng Kênh. Xúc cảm thanh xuân dịu dàng lan tỏa giữa đất trời và lòng người. Mùa xuân ấy với sự hiện hữu của hoa đào, cây quất, của những gì thuộc về văn hóa truyền thống sẽ mãi trường tồn cùng dân tộc, sẽ mãi dục lòng người bao cảm xúc hân hoan.